Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta. Tin tức ngày 11 tháng 4 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Phi Nhung có gì ở tuổi U50? Và mới đây Phi Nhung hạnh phúc khi được đón sinh nhật tuổi 49 ấm áp bên các con nuôi. Cô nói hiện tại với cô, điều tuyệt vời nhất là sống an yên bên gia đình và giữ sức khỏe tốt. Phi Nhung đón sinh nhật vào tuổi 49. Trong sinh nhật vào tuổi 49 của mình, sư cô Thích Tâm Trí, hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã về Việt Nam tổ chức sinh nhật cho Phi Nhung và cùng cô tham dự một số chương trình từ thiện. Và được tổ chức sinh nhật bất ngờ, nữ danh ca đã vô cùng xúc động và được biết trong dịp này Phi Nhung cũng sẽ về nơi ca sĩ sinh ra là Gia Lai để trao quà từ thiện cho bà con nghèo vùng sâu và vùng xa. Và ở tuổi 50, không kết hôn và sống vui vầy bên các con. Danh ca Phi Nhung có một cô con gái ruột tên là Wendy ở Mỹ. Hiện tại, con gái Phi Nhung hiện đang làm y tá. Vì dịch Covid-19, cô không thể về Mỹ để thăm con gái. Ngoài ra Wendy, Phi Nhung có 23 người con nuôi và một số sống cùng nhà với cô. Số còn lại sống ở chùa Phước Lạc, Bình Phước. Bé thứ 23 vừa được cô nhận nuôi cách đây không bao lâu. Và ngấp nghé tuổi 50, Phi Nhung nói cô được nhiều mà cũng mất nhiều. Bởi với cô, điều quan trọng nhất là hiện tại là sống yên bên các con và mong con trưởng thành và con lớn. Cuộc sống hiện tại của cô như thế nào? Nói về cuộc sống hiện tại của mình thì Phi Nhung bày tỏ cô hạnh phúc và hài lòng khi các con ngoan nên không đòi hỏi gì thêm. Nữ ca sĩ nói rằng nếu bây giờ cô có lấy chồng thì các con cũng không thích. Trời không thể cho mình đầy đủ. Tôi thấy mình có con ruột cũng ngoan và những đứa con mình chăm sóc cũng ngoan. Thành ra tôi thấy như vậy là hạnh phúc rồi. Tôi từng nói không có ý định kết hôn và đến giờ quan điểm này vẫn còn. Nếu lấy chồng thì lấy sớm, chứ giờ lấy làm gì nữa. Tôi chẳng sợ hôn nhân vì tôi quen ai, người đó cũng thương tôi. Tôi không có ý nghĩa con trai xấu hay là gì. Tôi thấy họ đẹp, cô nói. Và hiện tại Phi Nhung vừa tập trung cho nghệ thuật, vừa kết hợp tham gia nhiều hoạt động từ thiện và chia sẻ về ước nguyện tuổi mới. Nữ ca sĩ trải lòng, tôi chỉ cầu cho mình nhiều sức khỏe để chạy show và nuôi các con lớn, nuôi học giỏi và thành người và sống truyền cảm hứng. Và ở tuổi 49 thì Phi Nhung vẫn sở hữu gương mặt trẻ trung và vóc dáng săn chắc thon thả. Nếu nói về bí quyết giữ gìn sắc son và của mình thì nữ ca sĩ chia sẻ cô không có bí quyết gì vì ngoài việc chăm chỉ luyện tập thể dục và giữ cho tâm hồn luôn hồn nhiên. Và trên mạng xã hội thì Phi Nhung thường xuyên truyền cảm hứng cho các bạn bè và khán giả bằng việc sống ý nghĩa. Cô cho biết không đợi đến năm 2021 mới thay đổi cuộc sống mà phải thay đổi mỗi ngày. Cô quan niệm được sống bình yên khi bản thân cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và hồn nhiên. Và đó là thông tin ngày 11 tháng 4 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này, bố tí đừng quên cho tôi một like và một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và đừng quên ấn đăng ký vào chuông nhé. Tạm biệt anh em.